thì hút thuốc lá từ lâu đã được ghi nhận là sẽ có mối liên quan chặt chẽ với các bệnh lý da như là vẩy nến, viêm tuyến mồ hôi mưng mủ, ung thư da, lupus ban đỏ hay thậm chí các bệnh lý da mãn tính khác. Là một trong những cơ sở điều trị bạch biến có uy tín tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia phòng khám chuyên khoa da liễu Medcare không ngừng cập nhật các kiến thức từ y khoa thế giới, phục vụ công tác điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Một trong số đó là những dấu hiệu liên quan giữa người hút thuốc lá và bệnh bạch biến. Trước đây thì chúng ta chưa thấy mối quan hệ rõ ràng giữa tình trạng hút thuốc lá và bạch biến. Tuy nhiên gần đây ngày càng có nhiều những bằng chứng hơn chứng tỏ là hút thuốc lá cũng có thể gây làm nặng hơn tình trạng bạch biến. Gần đây hơn hết là có một nghiên cứu có thể cho thấy là mối quan hệ giữa hút thuốc lá và bạch biến là hút thuốc lá sẽ gây cho tình trạng bạch biến ở bàn tay dễ dàng hơn và nặng nề hơn so với người bình thường. Theo nghiên cứu, da mặt của người hút thuốc lá sẽ có dấu hiệu lão hóa rõ rệt, độ săn chắc giảm, da chảy xệ, khô da và sắc tố da không đồng đều. Ngoài ra, những người hút thuốc lá lâu năm có thể dẫn đến một số bệnh nguy hiểm hơn ở da, điển hình như ung thư da ở quanh vùng môi, niêm mạc trong vòm miệng và ung thư da nói chung. Khi hút thuốc lá thì chúng ta sẽ làm cho các tế bào sợi là những tế bào sinh ra sợi collagen của chúng ta bị giảm hoạt động. Từ đó, lượng collagen dưới da chúng ta bị giảm đáng kể, dễ gây ra các nếp nhăn, nếp gấp trên gương mặt. Ngoài ra, khi mà hút thuốc lá cũng sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến tình trạng làm lành vết thương. Từ đó, khi chúng ta bị một vết thương trên da hay là chúng ta phải phẫu thuật thì các vết thương sẽ làm bị nguy cơ dễ nhiễm trùng và dễ hoại tử hơn. Từ đó, dễ hình thành sẹo hơn rất là nhiều.